sao lại, cứ thế mình sẽ không tỉnh lại được mất. Không được không được, thiếu chút nữa là quên chuyện chính. Không ngờ chỉ linh không ai bì nổi kia, vậy mà cũng có một mặt như vậy. Nhưng bây giờ là thời điểm tốt, mình phải nắm thóp được cô ta. Nương, nương tử, nếu chúng ta đều đã thành hôn, ta nghĩ bây giờ cần phải tam chương ước pháp đi. Vậy chàng lại đây. Tuyệt vời, hiện giờ cô ta không thể cưỡng lại được, mình nói cái gì cũng sẽ đáp ứng. Bớt tự mãn đi. Chàng vào đi. Hỏng bét, mình đã quên cô ta là nhân vật đại phản diện, chắc chắn sẽ không chơi theo lẽ thường. Mặc kệ, Xem ra chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Đây là cảm giác của phụ nữ sao? Không ngờ cơ thể của cô ấy lại mềm mại như vậy. Đây dù sao cũng là lần đầu của mình, có phải viết di trúc ở đây cũng không ủng công. Tên này, sao trên người hắn lại có âm khí nồng đậm như vậy? Âm khí của hắn đang điên cuồng vọt vào thân thể của mình, như muốn muốn lấp đầy toàn bộ cơ thể mình. Thế gian này làm sao có thể có âm khí tuyệt vời như vậy, sau khi thưởng thức qua tuyệt vời như vậy, vạn vật trên thế gian đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Mình vậy mà đã đột phá khai quang ngũ trọng thiên, đến dung hợp cảnh. Đổi cả màu tóc. Chỉ Linh, giá trị hắc hóa 30%, giá trị hảo cảm âm 99. Có thể sử dụng đạo cụ, thẻ tăng cao tu vi, cấp độ nhiệm vụ, cấp độ 2 nhiệm vụ khiến cho hảo cảm của chỉ linh thành một khen thưởng mở khóa kho vũ khí tặng hai thẻ đạo cụ ngẫu nhiên bịp à thế mà chỉ thêm có một giá trị hảo cảm tăng một còn khó thì lên một trăm thế nào đây phải nhanh chóng báo cho hoàng hậu mới được đêm khuya hôm đó trong tầm cung của hoàng hậu cái gì ngươi nói lục hoàng tử vậy mà là thuần âm chi thể vâng tiểu nhân mới vừa tận mắt nhìn thấy lúc lục hoàng tử ở viên phòng tản mát ra âm khí kinh người thế nên tiểu nhân mới dám liều chết đêm khuya xông vào tẩm cung bẩm báo hoàng hậu mặc ngôn vương triều mộ dung minh nguyệt không thể tưởng được phế vật này lại có chất đặc thù như vậy bây giờ nghĩ lại cũng có chút lợi cho chỉ thị nhất tộc kia từ sau khi mẫu thân hắn bạch phi thất sủng hắn đã không còn cơ hội cạnh tranh hoàng chữ nhưng vì an toàn biện pháp tốt nhất vẫn là diệt cỏ tận gốc truyền ý chỉ của bổn cung, bắt đầu từ ngày mai, ngươi truyền tin rằng lục hoàng tử là thuần âm chi thể ra khắp nơi trong chiều. Tuân mệnh, sáng hôm sau, hở, trời sáng rồi. Chú thích, trong mạch chuyện chính thì hai chân của mặc dược lãng đã bị phế. Hô, may quá, hai chân vẫn còn có thể động đậy, xem ra tạm thời đã tránh được một kiếp. Nhưng nhiệm vụ hàng đầu bây giờ chính là phải mau chóng tăng độ hảo cảm của chỉ linh đối với mình. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì đừng quên tặng nhóm một lượt like video và đăng ký kênh nhé. Đây là động lực rất lớn để nhóm ra thêm video đó ạ. À. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí bằng cách donate theo thông tin phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.